phòng dịch COVID-19, điều quan trọng lúc này là mỗi cá nhân đơn vị phải tuân thủ một cách tốt nhất về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Ngược lại, một sự lơ là, thiếu ý thức thì hậu quả cũng là không thể lường trước. Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là những quy định bắt buộc khi du khách đến tham quan vui chơi tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch bệnh như vậy á thì tụi em cũng lo sợ, nhưng mà với những cái biện pháp phòng tránh như vậy á thì tụi em cũng đỡ lo và tụi em luôn luôn thực hiện theo biện pháp 5K nữa ạ. Một người nghiêm túc thì mọi người cũng tuân thủ theo để chống dịch, phòng dịch an toàn. Có đặt bản cảnh báo đối với khách hàng là hiện 5K theo nghị định của chính phủ. Tụi em cũng có vệ sinh bề mặt tiếp xúc với khách hàng như là trước khu ngân hoặc là vệ sinh sách để đảm bảo an toàn cho khách hàng ạ. Thưa quý vị, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như du khách đang cố gắng nỗ lực từng ngày trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động rất là nhỏ, như là chúng ta có thể thấy rằng là công tác vệ sinh khử khuẩn tại đường sắt cũng như là tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế. Những hành động tuy nhỏ nhưng góp phần cùng cả nước và thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban Quản lý chợ Thái Bình đã yêu cầu toàn bộ tiểu thương tại chợ phải luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tích cực nhắc nhở các biện pháp phòng dịch. Khi mà khách hàng đến mua hơi đông thì đề nghị đứng giãn cách ra và nhắc nhở mọi người để đeo khẩu trang để đẩy lùi COVID. Hàng ngày là các nhân viên của ban quản lý sẽ phát loa tuyên truyền để cho người dân là của toàn khu vực của chợ để biết được các cách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là lực lượng bảo vệ là đi nhắc nhở các tiểu thương để mà đeo khẩu trang. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa cập nhật phương án giám sát theo dõi người từ các địa phương về địa bàn. Theo đó, người từng tới huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 3 tháng 5 cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, HCDC yêu cầu cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người từng đi qua một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.